Ủa, quá đẹp luôn nhỉ, ảnh quá tuyệt vời rồi. Em xin chào các bác ạ. Em ở bên Lương Âm Thanh. Thì hôm nay có một cái đơn hàng của một cái bác khách. Anh ở đâu nhỉ? Hà Nội nhưng Hoài Đức. Hoài Đức, Hà Nội. Thì hôm nay thì bác ấy sang, bác ấy lấy một cái tivi, tivi cường lực 65 inch các bác nhé. Đây trước mắt là các bác, đây là một cái tivi cường lực 65 inch và con này là tivi 4K các bác nhé. Ảnh cực kỳ tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là cái con này giá thành cực kỳ êm các bác nhé. Giá thành có hơn 11 triệu một chút thôi các bác nhé. Hơn 11 triệu thôi. Giá thành rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Và đây là dòng tivi Smart TV các bác nhé. Xem được mạng internet và đầy đủ từ những cái tính năng đời mới nhất như bây giờ. Đây thì các bác nhìn thấy cái tivi này nó rất là mỏng luôn ạ. Và kích cỡ con này là 65 inch các bác nhé. Hình ảnh thì cực kỳ tuyệt vời. Hình ảnh 4K. Và bây giờ để xem sẽ bóc một cái lớp túi bóng ra để các bác nhìn ảnh nó đẹp tuyệt vời luôn ạ. Soli ạ. Hàng cao cấp có hơn 100 triệu. Giờ bán rẻ có hơn 10 triệu. Giá có hơn 11 triệu thôi chú nhá. Giá rất là tuyệt vời luôn ạ. Bảo hành vào bảo hành 25. Đây là cái vỏ này các bác này. Đây là vỏ thùng các bác nhá. Cái sản phẩm này bên em bán cũng rất là chạy các bác nhá. Đấy, ảnh cực kỳ tuyệt vời luôn. Và cái con này thì đây em đang kết nối với cả các bác ở nhà, các bác có thể là dùng chuột các bác nhá. Dùng chuột không dây. Đây, em đang sử dụng cái chuột không dây để em vào YouTube này. Và ví dụ như bây giờ em sẽ vào chương trình TV đi chẳng hạn. Đây là YouTube các bác nhé. Đây là chương trình TV này. Thì ở dưới này có chương trình TV này. Các bác nhìn lại hình ảnh nó cực kỳ tuyệt vời luôn nhé. Đấy. Khó sử dụng không? Rất dễ sử dụng luôn ạ. Nó là TV dễ sử dụng mà. Vâng ạ, thoải mái ạ. Thằng nào cũng về nhà nhưng mà thằng này nó mẹ đéo cho chụp được. Thằng này đều nó mua về nó cất giấu. Ai hỏi rồi 100 triệu. Đây là vào cái app này. Cái này là sử dụng hệ điều hành Android các bác nhé. Sử dụng hệ điều hành Android rất là dễ sử dụng luôn. Đây vào TV Go thì chẳng hạn. Đấy, xem tất cả những cái chương trình của TV. Đây thì em đang kết nối với cả mạng internet này các bác nhé. Các bác sẽ nhìn thấy hình ảnh nó tuyệt vời không? Đấy, nếu mà các bác ở nhà mà có mạng internet thì các bác kết nối, đây đang có, đang trong phòng chống dịch đây, chống dịch corona kìa. Đấy, các bác sẽ nhìn cái chương trình của TV người ta đang quảng cáo cái phòng chống dịch. Đây các chương trình TV các bác nhé. Đây ví dụ như là VTV2 này. Đấy, các bác thấy nó loát rất là nhanh luôn, loát rất là nhanh và các bác có thể phóng to hình lên được. Ví dụ như VTV3 đấy ạ. Đấy. Hình ảnh cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây là xem đây là chạy qua mạng internet nhé. Còn ở nhà chú không có mạng internet thì chú xem TV thường thì chú cắm anten vào là xem TV thường. Còn nếu mà muốn chú muốn mà xem ở YouTube thì chú phải cắm mạng internet vào. Đặc biệt là cái con này thì nó vào TV Go thì các bác có thể là xem lại những cái chương trình TV nó phát sóng. Đấy. Mà xem lại được ở trên mạng. Các bác sẽ nhìn thấy hình ảnh nó rất là đẹp luôn ạ. Đấy là chương trình TV Go. Còn nếu mà các bác muốn vào mạng thì các bác xem chương trình giải trí thì ở trên YouTube này. Thì cái con này nó chạy hệ điều hành Android thì các bác có thể cài rất nhiều kho ứng dụng của nó trên cái cửa hàng CH Play này. Ví dụ như em vào YouTube đây. Và em sẽ, đây các bác nhìn thấy sử dụng cái chuột không dây này. Và các bác cũng có thể là mua cái chuột bay nhé. Mua thêm một cái chuột bay, sử dụng cái chuột không dây. Các bác sẽ dùng cái khiển này này. Và cái khua cái chuột không dây không. Đây là cái máy này thì kèm theo cái điều khiển như này nhé chú nhé. Kèm theo điều khiển như này. Còn nếu mà chú muốn mua một cái chuột không dây ấy, thì có nghĩa là cái trên cái điều khiển này nó có là con chuột luôn. Thì chú khua ở trên điều khiển trên màn hình luôn thì nó rất là tiện. Và chọn bài nó rất là nhanh. Đây ví dụ như xem chương trình giải trí. Ví dụ như chú vào cái kính này, cái kính lúp, hình kính lúp này, và chú gõ cái tên chương trình chú muốn xem ra và chú ấn tìm kiếm. Ví dụ đây cháu ấn tìm kiếm video 4K chẳng hạn, đây thì chú thấy là xuất hiện ngay cái video 4K. Đây đang chạy bắt wifi nhé. Đấy, cái tốc độ bắt wifi thôi nhưng mà nó rất là mượt, rất là mượt, download rất là nhanh. Đấy, và các bác nhìn cái ảnh ở đây rất là tuyệt vời luôn, ảnh cực kỳ đẹp luôn, ảnh 4K cực kỳ đẹp. Cực kỳ tuyệt vời luôn ạ. Và đây thì em sẽ đo lại cái kích thước cho các bác biết. Một số những các bác mà mua mà muốn gắn vào tường thì các bác sẽ có cái kích thước này.
cái chiều vâng ạ, chờ cháu một tí ạ. Đây ạ, 1m48 các bác nhá, 1m48 này. Bề rộng là 1m48 này. Chiều cao là 86 cm. Chiều cao là 86 cm các bác nhá. 1m48. Đúng thước, đúng chiều đấy chưa? 1m48. Ảnh rất là đẹp luôn ạ. Và con này thì đằng sau đây thì em chỉ kết nối duy nhất là một đường dây nguồn điện thôi các bác nhé. Chỉ duy nhất là một dây nguồn điện thôi. Đấy, và con này nó kết nối với mạng internet qua chế độ wifi không dây. Và các bác cũng có thể là cắm dây cũng được. Và các bác muốn xem chương trình ở TV mà qua đường anten, các bác thể cắm thêm anten. Còn nếu mà xem ở TV Go thì các bác chỉ còn cái dây mạng thôi. Đấy, các bác sẽ nhìn thấy nó rất là to luôn. Cái này ở bày phòng khách thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Con này mà bày phòng khách thì quá đẹp, rất là to, ảnh rất là đẹp luôn ạ. Và đặc biệt là giá thành của con này thì phải nói là sao lại rẻ thế. Giá cực kỳ là hợp lý các bác ạ. Bảo hành 25 các bác nhé. Và một cái nữa rất là tuyệt vời nữa là cái tivi này, nó là tivi cường lực các bác nhé. Tivi cường lực ở trên cái bề mặt này nó sẽ có một cái lớp kính cường lực các bác nhé. Phẳng đét đây này, một lớp kính cường lực đấy. Những cái tivi mỏng thì cái nhược điểm lớn nhất của nó là cái bề mặt tivi của nó rất hay bị vỡ và rất hay bị lướt liếc nó bắn vào. Thì đối với cái tivi cường lực này nó thêm một cái lớp đây, lớp kính cường lực đây. Các bác thấy là em gõ đây thoải mái luôn ạ. Còn đối với những cái dòng mà to như này mà không có lớp kính cường lực thì rất là sợ vỡ. Rất nhiều nhà đã bị vỡ những cái tivi như này là do trẻ con nhà kiếc, là các cháu nó chơi và ném đồ vào là vỡ. Và đặc biệt những cái dòng tivi mà không có tấm cường lực này, mà cái dòng mà tivi mỏng này thì nó rất hay bị vỡ ba len. Mà khi mà vỡ ba len này coi như bỏ tivi đi, vì cái da ba len nó chiếm đến 80% cái giá trị cái tivi đấy. Nhưng mà đối với những cái tivi mà có cái tấm cường lực này thì các bác hoàn toàn an tâm, nó rất là sạch sẽ, cực kỳ là sạch sẽ. Và cái nữa là nó chống bụi này, chống bụi, chống nước đấy. Các bác có ví dụ như có nước, hắt nước vào đây phát thì nó trôi hẳn xuống, không ảnh hưởng gì đến tivi đấy. Và cái nữa là nó có một cái tấm cường lực đây thì nó tránh va chạm, tránh vỡ đấy, dùng rất an toàn luôn ạ. Ảnh cực kỳ đẹp luôn. Vâng ạ. Đấy, đây có một bác khách vào lấy và có một cái bác đi cùng thì bác bảo là bác sẽ lấy luôn cái nữa. Đấy các bác nhá. Dạ. Kim Tuấn đây. Đây, có cái bác khách này. Đấy, bác đây, bác lấy con này. Ở nhà đây có một ông bạn giới thiệu đi xuống đây. Vâng. Đấy, để lấy một cái tivi mà nói chung là cái này là mới 100% mà mới ra mà giá thành rất là rẻ. Đấy. Đấy, bác khách bác phát biểu luôn. Đấy. Các bạn nhá. Chưa tới 12 triệu thôi có một cái tivi 65 inch các bác nhìn thấy 4K ảnh 4K internet luôn. Rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, thế này thì về cái vấn đề mà sắm một cái tivi ở hoành tráng ở cái phòng khách thì nó rất là đơn giản các bác nhé. Có hơn có tầm 12 triệu đồng thôi. Nó rất là tuyệt vời, ảnh cực kỳ đẹp các bác nhé. Đấy thì em làm video ngắn để giới thiệu nhanh cái sản phẩm này. Đấy, rất là hoành tráng và rất là đẹp. Giá thành thì cực kỳ hợp lý, mỏng dính luôn ạ. Bảo hành 25, tuyệt đối luôn. Đấy, cường lực, tránh nước, tránh bụi và tránh va đập. Rất là hay cho gia đình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác ạ.